quyển sách Sống An Nhiên, Đời Hạnh Phúc. Một công thức kỳ diệu giúp quăng đi 70% lo âu. 2. 7 cách nuôi dưỡng thái độ tư duy mang lại bình an và hạnh phúc. Dale Carnegie, sinh năm 1888, mất năm 1955, là tác giả của Đắc Nhân Tâm, nhà văn, diễn giả nổi tiếng người Mỹ. Ông từng phát triển các khóa học nổi tiếng về tự cải thiện bản thân, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện doanh nghiệp, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng và các kỹ năng giao tiếp. Phần 5. Bị chỉ trích mà không lo âu. Chương 20. Nên nhớ chẳng ai quan tâm một kẻ bỏ đi. Một sự kiện xảy ra vào năm 1929 làm chấn động giới giáo dục trong cả nước. Từ khắp nước Mỹ, những người có học thức đổ xô đến Chicago để chứng kiến. Vài năm trước, một thanh niên tên là Robert Hutchins đã tốt nghiệp trường Yale bằng chính sức mình. Lúc anh ta làm bồi bàn, lúc làm tiều phu đốn củi, khi làm gia sư, khi bán hàng ở một tiệm cắt may, và bây giờ chỉ 8 năm sau, anh ta trở thành chủ tịch của trường đại học giàu thứ tư nước Mỹ, Đại học Chicago. Anh ta bao nhiêu tuổi? 30. Không thể tin nổi. Các nhà giáo dục học thải đều lắc đầu, khắp nơi rộ lên những lời xì sầm phê phán. Anh chàng thần đồng chẳng khác gì trận lỡ đất. Anh ta thế này, anh ta thế kia, nào là quá trẻ, nào là thiếu kinh nghiệm. Những ý tưởng giáo dục của anh ta không thật, ngay cả báo chí cũng hùa vào công kích. Ngày anh ta nhậm chức, có người nói với cha của Robert Minan Hutchins rằng: sáng nay tôi bị sốc khi đọc bài báo công kích con trai ông. Ông già đáp: phải, họ công kích ác liệt đấy, nhưng ông nên nhớ rằng không ai thèm quan tâm một kẻ bỏ đi. Đúng, bạn ở địa vị càng cao bao nhiêu, đời càng thích mạt sát bạn bấy nhiêu. Hoàng tử xứ Wales về sau trở thành Edward VM, giờ là công tước Windsor, đã từng phải nếm mùi. Thời điểm ấy, ông đang theo học trường đại học Dartmouth tại Devonshire, tương đương với học viện hải quân tại Annapolis. Hoàng tử xứ Wales khoảng 14 tuổi. Một hôm, một trong các sĩ quan hải quân thấy ông khóc, liền hỏi lý do tại sao. Mới đầu ông giấu, sau ông thú nhận rằng bị các bạn học đá đít. Vị phó đề đốc mắng mỏ bọn trẻ kia và bảo họ rằng hoàng tử không mách, nhưng ông muốn hiểu tại sao họ không đá đít học sinh khác mà chỉ làm thế với mỗi hoàng tử. Ban đầu không ai nói gì, chỉ đằng hắn ho khẽ. Sau đó họ thừa nhận mình làm vậy để sau này nếu có giữ chức tư lệnh hay thuyền trưởng trong lực lượng hải quân hoàng gia, họ có thể khoe hồi nhỏ đã từng đá đít nhà vua. Thế nên khi bị đá và chỉ trích, bạn nên nhớ rằng kẻ thường xuyên đá đít và công kích bạn được hưởng cảm giác hắn là người quan trọng, tức là bạn đã đạt thành tựu gì đó và trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều kẻ cảm thấy thỏa mãn bệnh hoạn khi công kích những người có giáo dục hoặc thành công hơn họ. Khi viết chương này, tôi nhận được bức thư của một người đàn bà công kích tướng William Poot, người lập ra Salvation Army. Vì tôi ca tụng đại tướng trên đài phát thanh, nên bà ta tố cáo ông biển thủ 8 triệu USD để ra được nguyên góp cho người nghèo. Tất nhiên, lời vu cáo này hoàn toàn bịa đặt, nhưng bà ta không cần biết đúng hay sai. Bà ta chỉ thấy sung sướng một cách bệnh hoạn khi bôi nhọ được một người cao hơn bà ta cả ngàn bậc. Tôi liền bức thư vào sọt rác, cảm ơn Chúa vì không kết hôn với bà ta. Bức thư chẳng hề làm hoen ố thanh danh tướng quân, mà ngược lại làm ô danh bà ta rất nhiều. Nhiều năm trước, Schopenhauer đã nói, những kẻ hèn kém thấy thỏa thích vô cùng khi họ vạch ra lỗi lầm cùng những tật nhỏ của nhân vật xuất chúng. Khó mà tưởng tượng ông hiệu trưởng trường đại học Yale là một kẻ tầm thường. Vậy mà nguyên hiệu trưởng Timothy T. White của trường rõ ràng cực kỳ vui sướng khi mạt sát một người tham gia tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.
Ông ta tuyên bố nếu người đó trúng cử làm tổng thống, thì chúng ta có thể thấy vợ con mình là nạn nhân của tệ nạn mại dâm công khai, sẽ bị nhục nhã và ô uế, sẽ chẳng còn gì là thanh lịch, là phẩm giá, cả trời và người đều ghê tởm. Mới nghe ai mà không nghĩ rằng ông ta công kích Hitler, đúng không? Sai, người bị công kích lại chính là Thomas Jefferson. Nhưng Thomas Jefferson nào? Chắc không phải Thomas Jefferson bất tử, tác giả bản tuyên ngôn độc lập, vị thánh bên vực nền dân chủ chứ? Thế mà đúng đấy. Bạn có biết người Mỹ nào bị tố cáo là kẻ giả dối, bịp bợm và gần như chẳng khác gì kẻ sát nhân không? Một người bị bêu ríu trên tờ họa báo Mỹ với hình ảnh đưa đầu vào mái chém, bị lưỡi dao to, bản chặt đứt đầu. Đám đông xung quanh chế giễu, khịt mũi khinh bỉ ông ta khi đi trên phố. Ông ta là ai thế? Xin thưa, là Tổng thống George Washington. Tuy nhiên, mấy chuyện này xa quá rồi. Từ đó tới nay, có lẽ bản chất con người đã có thay đổi. Ta cùng xem thử. Đơn cử trường hợp đô đốc Perry, nhà thám hiểm đã khiến cả thế giới nín thở khi ông ngồi trong chiếc xe chó kéo mà tới được Bắc Cực ngày 6 tháng 4 năm 1909. Một kỳ tích mà bao nhiêu thế kỷ rất nhiều người đã phải trả giá bằng gian khổ, bằng cái chết để đạt tới. Chính Perry cũng suýt chết vì lạnh, vì đói. Tám ngón chân của ông vì quá lạnh mà đông cứng lại đến nỗi phải cắt bỏ. Bao nhiêu tai họa kinh khủng đến nỗi ông sợ mình sắp hóa điên. Các sĩ quan hải quân thượng cấp của ông tại Washington lại bốc hỏa vì Perry đã nổi danh vang lừng trong nước. Vì thế họ tố cáo ông quyên tiền cho những chuyến thám hiểm khoa học. Thế nhưng thực chất ông chỉ ăn no rồi lại nằm kền ở Bắc Cực. Và có lẽ họ tin vào chuyện đó thật, bởi vì gần như không thể không tin điều bạn muốn tin. Họ hăng hái quyết định bôi nhọ và cản trở Perry mạnh mẽ đến nỗi nếu không có mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống McKinley, có lẽ Perry đã phải bỏ dở chuyến thám hiểm rồi. Nếu Perry chịu bằng lòng sống đời công chức quèn ở Bộ Hải quân tại Washington, có lẽ ông sẽ không bị công kích mạnh tới vậy. Không, nếu thế thì hẳn sẽ chẳng ma nào thèm chú ý tới ông. Đại tướng Grant còn đối mặt trải nghiệm chua cay hơn nữa. Năm 1862, đại tướng có trận thắng lớn mang tính quyết định đầu tiên, làm phương Bắc hoan hỷ, chiến thắng đạt được chỉ trong một buổi chiều. Trận thắng biến Grant thành anh hùng dân tộc chỉ sau một đêm. Trận thắng tạo những ảnh hưởng ghê gớm ở tận châu Âu xa xôi. Một trận mà từng bang Maine tới sông Mississippi, đâu đâu cũng đổ chuông đốt pháo ăn mừng. Thế nhưng, chỉ trong 6 tuần sau chiến thắng oai hùng ấy, đại tướng Grant, vị anh hùng phương Bắc bị giam cầm, mất quyền chỉ huy quân đội. Ông rơi nước mắt trong tủi nhục và thất vọng. Tại sao tướng Grant bị giam cầm trong khi danh tiếng ông đang lên như diều gặp gió vậy? Phần lớn do ông, công lớn ác chủ. Vì thế, nếu những lời chỉ trích bất công làm cho ta buồn bực, chán nản, hãy làm theo nguyên tắc một. Hãy nhớ rằng, lời chỉ trích bất công thường là một lời khen được ngụy trang khéo léo. Hãy nhớ rằng, chẳng ai thèm để ý đến một kẻ bỏ đi. Chương 21. Làm điều này vững vàng trước bão chỉ trích. Một lần, tôi đã phỏng vấn thiếu tướng Spedley Butler. Butler mặt sắc như dao. Butler quỷ địa ngục. Bạn nhớ ông ta không? Một trong những vị tướng ngông nghênh nhất từng chỉ huy thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông bảo tôi rằng hồi còn trẻ, ông vô cùng khao khát được nổi tiếng, luôn muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Ngày đó, ngay cả những lời phê bình nhẹ nhất cũng khiến ông đau nhói và dai dứt. Nhưng ông thừa nhận rằng 30 năm quân ngũ đã tôi luyện ông thành một người cứng rắn. Ông nói, tôi từng bị nhiếc móc, xúc phạm và bị lăng mạ như một con chó, một con rắn, một con chồn hôi. Tôi bị các chuyên gia nguyền rủa, bị gọi bằng đủ các thứ tên và các từ chửi rủa không tiện nói ra. Chúng có khiến tôi phiền muộn không?
Bây giờ nếu thấy có ai đó chửi rủa mình, tôi còn chẳng thèm ngoái lại để xem họ là ai. Có thể ông già Butler, mặt sắc như dao, là người thờ ơ hiếm có với những lời phê bình. Nhưng có một điều chắc chắn, hầu hết chúng ta đều nghiêm trọng hóa những lời chế giễu và chỉ trích hướng về mình. Tôi nhớ một lần, cách đây nhiều năm, khi một phóng viên tờ New York Sun đã tham dự một buổi gặp mặt các học viên của tôi và viết một bài châm biếm chỉ trích tôi và công việc của tôi. Tôi có nổi giận không? Tôi coi đó là một hành động xúc phạm danh dự cá nhân. Tôi gọi cho Bill Hostress, chủ tịch hội đồng quản trị của tờ báo, yêu cầu ông ta phải đăng bài báo nói lên sự thật, chứ không phải lời nhạo báng. Tôi quyết định sẽ trừng trị đích đáng về tội ác này. Giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ về cách cư xử của mình lúc ấy. Tôi nhận ra rằng một nửa số người mua tờ tạp chí không hề đọc bài báo đó. Phần nửa số người đọc kỹ nó thì chỉ xem như trò giải trí cuối tuần. Phần nửa người khác thì quên bẵng tất cả chỉ sau vài tuần. Tôi nhận ra rằng người ta chẳng mấy khi nghĩ về bạn hoặc tôi hay bận tâm đến những gì người khác nói về chúng ta. Họ chỉ nghĩ về bản thân họ mà thôi, trước và sau bữa sáng cho đến khi còn 10 phút là chìm vào giấc ngủ. Họ sẽ chỉ quan tâm đến cơn đau đầu của mình, còn thiết thực hơn chán ván thông tin về cái chết của bạn hay của tôi. Ngay cả khi bạn và tôi bị một thằng trong lũ bạn thân nhất lừa dối, nhạo báng, phản bội, thì cũng đừng bao giờ để mình chết chìm trong nỗi thương thân. Thay vào đó, hãy nhắc nhở bản thân rằng đó chính xác là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu. Một trong số 12 môn đồ của Ngài đã quay lưng phản bội Ngài vì một chút của hối lộ chỉ đáng 19 USD theo giá trị hiện nay. Một sứ đồ khác trong 12 người đã bỏ mặc Ngài khi Ngài gặp rắc rối và ba lần tuyên bố rằng hắn ta thậm chí còn chẳng biết Chúa Giêsu là ai, và còn thề nguyền khi nói thế. 1/6, đó là những gì đã xảy đến với Chúa. Tôi và bạn làm sao có thể mong đợi mình sẽ có một tỷ lệ nhỏ hơn? Nhiều năm trước tôi nhận ra rằng tuy không thể ngăn được những lời nhận xét bất công của người khác, nhưng tôi có thể làm một việc quan trọng hơn rất nhiều. Tôi có thể quyết định liệu có nên để những lời chỉ trích không công bằng đó quấy rối mình hay không. Để tôi nói rõ về chuyện này, tôi không hề ủng hộ việc bỏ ngoài tai mọi lời phê bình, mà trái lại, tôi đang đề cập đến việc bỏ qua những lời phê bình không công bằng. Có lần tôi đã hỏi Eleanor Roosevelt rằng bà đã làm cách nào để ứng phó với những lời chỉ trích không công bằng, và Chúa biết rằng bà đã phải hứng chịu rất nhiều. Bởi so với những vị phu nhân từng sống trong Nhà Trắng, bà có lẽ là người có nhiều bạn tri kỷ và cũng có nhiều kẻ thù cay độc hơn cả. Bà kể rằng, hồi còn trẻ bà hầu như luôn sống trong tình trạng mệt mỏi vì e ngại, lo sợ người khác nói này nói kia. Bà sợ bị chỉ trích đến nỗi một hôm, bà đến xin lời khuyên của bà cô, chị gái của Tổng thống Theodore Roosevelt. Bà nói, cô à, cháu muốn làm việc này, nhưng sợ bị người khác chỉ trích. Chị gái của Roosevelt đã nhìn vào mắt Eleanor rồi nói, đừng bao giờ để tâm đến những gì người ta nói, chừng nào tận trong thâm tâm cháu biết mình làm đúng. Eleanor Roosevelt cho tôi biết là nhiều năm sau, khi bà đã trở thành đệ nhất phu nhân, lời khuyên đó vẫn là điểm tựa vững chắc cho bà, rằng cách duy nhất để tránh tất cả những chỉ trích đó là chả làm gì cả. Bà nói, hãy làm những gì con tim mách bảo bạn là đúng và đừng lo ngại gì cả. Vì dù bạn có làm gì thì kết quả vẫn như nhau. Vì dù có làm hay không làm, bạn vẫn có thể bị chỉ trích. Đó là lời khuyên của bà. Khi Martel Cyprus đang là chủ tịch tập đoàn American International, tôi có hỏi ông đã từng phản ứng nhạy cảm với những lời phê bình chưa? Ông trả lời, có. Ngày xưa tôi rất nhạy cảm với chúng. Ngày ấy tôi luôn muốn là một người hoàn hảo trong mắt tất cả nhân viên trong tổ chức. Nếu họ không nghĩ như thế,
Tôi lo lắng lắm. Ngay khi ai đó lên tiếng phản đối, tôi vội vàng làm hài lòng anh ta. Nhưng những gì tôi làm để dàn xếp ổn thỏa với anh ta lại khiến người khác bực mình. Cứ như thế, khi tôi cố gắng làm vui lòng người khác, tôi lại chọc giận những người khác. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, càng cố gắng so dịu và né tránh sự chỉ trích bao nhiêu, thì tôi lại càng dễ chuốc thêm kẻ thù bấy nhiêu. Vậy nên tôi tự nhủ, nếu còn bận tâm đến những lời chê trách của người khác, mi sẽ càng bị chỉ trích. Tốt hơn là hãy quen dần với nó đi. Suy nghĩ đó đã giúp tôi rất nhiều. Từ đó trở đi, tôi đề ra một quy tắc là hãy gắng sức làm điều tốt nhất có thể. Sau đó, chỉ việc bật chiếc dù lên để tránh bị cơn mưa phê bình, nhận xét làm ướt người. James Taylor còn tiến xa hơn một chút. Ông để cho cơn mưa phê bình chảy xuống cổ rồi cười với nó một cách công khai. Khi ông đang bình luận vào giờ nghỉ giữa các buổi hòa nhạc trên sóng radio của dàn nhạc giao hưởng thính phòng New York ngày Chủ nhật, một người phụ nữ gửi đến ông lá thư. Trong thư bà ta gọi ông là một kẻ nói dối, tên phản bội, một con rắn, kẻ khốn kiếp. Trong quyển sách Con người và âm nhạc của mình, ông viết rằng: "Tôi ngờ là bà ta chả thèm quan tâm mình nói cái gì." Vào buổi phát sóng tuần tiếp theo, Taylor đã đọc lá thư đó trên sóng phát thanh cho hàng triệu thính giả nghe đài. Hôm sau, bà ta lại gửi cho ông một lá thư khác. Taylor nói lá thư thể hiện quan điểm kiên định không hề lay chuyển của bà ta rằng: "Tôi vẫn là một kẻ nói dối, tên phản bội, một con rắn, kẻ khốn kiếp." Chúng ta không thể không ngưỡng mộ thái độ đón nhận những lời chỉ trích như thế. Chúng ta ngưỡng mộ phong cách thản nhiên, đường hoàng và hết sức hài hước của ông. Khi Charles Schwab diễn thuyết trước hội sinh viên của trường đại học Princeton, ông thú nhận một ông già người Đức làm việc trong xưởng thép của ông đã dạy cho ông một trong những bài học quan trọng nhất. Ông già này đã dính vào một vụ tranh cãi gay gắt với những công nhân khác và bị họ quẳng xuống sông. Ngài Schwab kể: "Khi thấy ông ta đến văn phòng của tôi, người ướt đẫm và dính đầy bùn đất, tôi hỏi ông ta đã nói gì với những người đã ném ông xuống sông. Ông ta trả lời: tôi chỉ cười thôi." Ngài Schwab nói rằng ông đã lấy lời nói đó của ông già người Đức làm phương châm của mình: chỉ cười thôi. Phương châm đó đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn là nạn nhân của những lời chỉ trích bất công. Người ta chỉ có thể vặn lại người đã đối đáp với mình, nhưng có thể nói gì với một người chỉ cười thôi. Lincoln có thể đã suy sụp dưới áp lực căng thẳng của cuộc nội chiến nếu ông không hiểu rằng thật là điên rồ khi cố gắng đáp lại mọi lời chỉ trích châm chọc chua cay chỉ vào mình. Lời mô tả của ông về cách đối mặt với những lời chỉ trích đã trở thành một viên ngọc quý trong nghệ thuật đối nhân xử thế, một tác phẩm kinh điển. Tướng M. Arthur đã đóng khung và treo đoạn văn đó trên bàn làm việc ở tổng hành dinh của mình. Winston Churchill cũng treo nó trên tường trong phòng làm việc ở Chartwell. Ông mô tả như sau: "Chưa nói đến chuyện trả lời, chỉ riêng việc đọc hết những lời công kích nhằm vào mình đã đủ phải ngừng hết mọi công việc khác lại. Tôi làm điều tôi biết là tốt nhất, bằng tất cả khả năng của mình, và tôi sẽ vẫn tiếp tục làm thế cho đến cùng. Nếu kết cục chứng minh tôi hoàn hảo đúng, thì những lời phản đối sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Nếu kết cục chứng minh tôi sai, thì dẫu có 10 thiên thần khăng khăng rằng tôi đúng, cũng chẳng tạo nên khác biệt gì. Khi bạn và tôi phải hứng chịu lời chỉ trích bất công, hãy nhớ lấy nguyên tắc 2. Hãy làm tốt nhất những gì bạn có thể làm. Sau đó hãy dương ô lên, đừng để cơn mưa chỉ trích khiến mình ướt như chuột lột." Chương 22: Những điều ngu ngốc tôi đã làm. Trong tủ đựng tài liệu của tôi có một tập hồ sơ dán nhãn những điều ngu ngốc tôi đã làm. Trong hồ sơ là các ghi chép về những việc dại dột tôi đã làm. Đôi lúc tôi đọc cho thư ký ghi vào sổ, nhưng có những chuyện quá ngu ngốc, quá riêng tư đến nỗi tôi quá xấu hổ không dám đọc cho thư ký mà phải tự tay ghi chép lại.
tôi vẫn có thể nhớ lại một vài trong số những lời phê bình của Dale Carnegie mà tôi ghi vào trong các hồ sơ, những điều ngu ngốc tôi đã làm 15 năm trước, nếu tôi phải cực kỳ thành thật với bản thân. Hẳn bây giờ tôi sẽ có hẳn một cái tủ với những đường viền nổi bật, những hồi ức, những điều ngu ngốc tôi đã làm này. Tôi có thể thành thật nhắc lại những gì vua Sauler đã nói hơn 20 thế kỷ trước. Tôi đã đóng vai một thằng ngu và phạm những sai lầm kinh khủng. Khi mở các hồ sơ, những điều ngu ngốc tôi đã làm này ra và đọc lại những lời nhận xét về bản thân, tôi đã dần giải quyết được vấn đề khó khăn nhất của mình, cách điều chỉnh bản thân của Dale Carnegie. Trước kia tôi thường đổ lỗi cho người khác, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành hơn, thông minh hơn, tôi hy vọng mình đã nhận ra chính mình phải chịu trách nhiệm cho hầu hết những điều không may mắn. Rất nhiều người nghiệm ra chân lý đó khi đã có tuổi. Napoleon từng nói, tại Helena, không ai hết ngoại trừ chính bản thân ta phải chịu trách nhiệm với thất bại của mình. Ta là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình, là nguyên nhân tạo ra số phận bi thảm của chính mình. Tôi xin kể cho các bạn nghe một người quen trước kia từng là họa sĩ. Ông ta đã đạt tới quá trình tự nhận xét và điều chỉnh bản thân. Tên ông là H.P. Howell. Khi tin tức về cái chết bất ngờ của ông trong cửa hàng dược phẩm ở khách sạn Ambassador tại New York lan truyền khắp cả nước vào ngày 31 tháng 7 năm 1944, cả phố Wall bị sốc vì ông là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính Mỹ, là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại quốc gia và công ty tín thác, đồng thời là giám đốc của một vài tập đoàn lớn khác. Ông không được học nhiều, bắt đầu khởi nghiệp với chân bán hàng trong một cửa hàng ở nông thôn, rồi sau này trở thành giám đốc tín dụng của công ty US Steelland trên con đường khẳng định vị thế và quyền lực. Khi tôi đề nghị ông giải thích những nguyên nhân nào dẫn tới thành công của mình, Howell đáp, đã nhiều năm tôi luôn mang theo bên mình một quyển sổ ghi chép tất cả các cuộc hẹn trong ngày. Vợ con tôi không bao giờ nhờ tôi làm bất kỳ việc gì vào tối thứ bảy, vì họ biết tôi luôn dành một phần thời gian mỗi tối thứ bảy để tự kiểm điểm, xem xét lại và đánh giá công việc trong tuần. Sau bữa tối, tôi tự nhốt mình trong phòng, mở quyển sổ ra và điểm lại tất cả những cuộc phỏng vấn, thảo luận và họp mặt đã diễn ra từ sáng thứ hai. Tôi tự hỏi, lúc đó mình có sai sót gì không? Mình đã làm đúng những việc gì? Và có cách nào làm tốt hơn không? Mình rút ra được bài học gì từ chuyện đó? Đôi khi việc kiểm điểm hàng tuần này không hề vui vẻ gì. Có lúc tôi sửng sốt trước những sai lầm ngớ ngẩn của chính mình. Tuy nhiên, cùng với thời gian, những sai lầm như thế cũng ít dần đi. Việc tự phân tích này cứ tiếp diễn hết năm này đến năm khác và nó đã giúp tôi nhiều hơn bất cứ phương pháp nào khác mà tôi từng áp dụng. Có lẽ, Howell đã mượn ý tưởng trên từ Benjamin Franklin. Chỉ có điều là Franklin không đợi đến tối thứ bảy. Ông nghiêm khắc tự kiểm điểm mình mỗi tối. Ông phát hiện mình đã mắc phải 13 lỗi nghiêm trọng. 3 lỗi trong số này gồm lãng phí thời gian, để ý quá nhiều những chuyện vặt vãnh, tranh cãi và bác bỏ người khác. Già Ben Franklin, thông thái, đã nhận ra trừ phi loại bỏ những khuyết điểm này, bằng không sẽ chẳng thể tiến xa hơn. Vì thế, ngày nào ông cũng chiến đấu với nhược điểm của mình và ngày nào cũng ghi lại kết quả cuộc chiến, xem ai đã thắng trong mỗi trận đấu. Đến tuần kế tiếp, ông lại chọn ra một thói quen xấu khác, đeo găng tay vào và khi tiếng chuông báo hết tuần ngân lên, ông lại bước ra khỏi cuộc chiến. Franklin đã duy trì cuộc chiến đấu với những nhược điểm của mình hàng tuần trong suốt hơn 2 năm. Không ngạc nhiên khi ông trở thành một trong những người được yêu mến nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Albert Hochschild đã nói, mỗi ngày ai cũng có ít nhất 5 phút làm điều dại dột. Những lúc như thế thường không có chỗ cho sự sáng suốt. Kẻ nhỏ mọn thường nổi sung với những lời phê bình nhẹ nhất, nhưng người khôn ngoan lại hào hứng học hỏi từ những kẻ đã quở trách, mắng mỏ và tranh luận sôi nổi với mình. Walt Whitman từng nói,
Đã bao giờ bạn học được gì từ những người ca tụng, nịnh bợ và luôn đồng tình với bạn chưa? Đã bao giờ bạn không học được những bài học lớn từ những người dốc sức phản đối, bác bỏ và tranh cãi với mình? Thay vì ngồi đợi kẻ thù chỉ trích, chúng ta hãy để họ không có cơ hội làm điều đó. Hãy là nhà phê bình nghiêm khắc nhất của chính mình. Hãy tìm và khắc phục tất cả những điểm yếu của bản thân trước khi kẻ thù có cơ hội lên tiếng. Đó chính là những gì Charles Darwin đã làm. Thực ra, ông đã mất 15 năm để tự phê bình. Câu chuyện như sau. Khi hoàn tất bản thảo quyển sách bất hủ nguồn gốc muôn loài, Darwin nhận ra rằng việc công khai quan điểm có tính chất cách mạng của mình về muôn loài sẽ làm sửng sốt cả thế giới khoa học và tôn giáo. Vì thế, ông đã tự phê bình bản thân và dành 15 năm nữa để kiểm tra lại toàn bộ số liệu, lập luận và kết luận của mình. Giá như có ai đó gọi bạn là thằng ngốc chết tiệt, bạn sẽ phản ứng thế nào? Nổi giận, phẫn nộ. Dưới đây là những gì Lincoln đã làm. Edward Stanton, bộ trưởng bộ chiến tranh của Lincoln, có lần gọi ông là thằng ngốc chết tiệt. Stanton phẫn nộ bởi Lincoln đã can thiệp vào việc của ông ta. Thể theo yêu cầu của một chính khách ích kỷ, Lincoln đã ký lệnh chuyển giao một số trung đoàn, nhưng Stanton không những bất tuân lệnh mà còn miệt thị Lincoln là một thằng ngốc chết tiệt. Khi ký vào những lệnh như thế, điều gì xảy ra tiếp theo? Khi bị gọi như thế, Lincoln bình tĩnh trả lời: "Nếu Stanton gọi tôi là một thằng ngốc chết tiệt thì hẳn là như thế thật, bởi ông ấy hầu như luôn luôn đúng. Tôi sẽ đến gặp ông ấy xem sao." Lincoln đến gặp Stanton và được thuyết phục rằng mệnh lệnh đó là sai lầm và ông đã rút lại lệnh đó. Lincoln sẵn sàng đón nhận lời phê bình khi ông biết đó là những lời chân thành, dựa trên hiểu biết và được đưa ra với tinh thần giúp đỡ. Bạn và tôi cũng nên đón nhận những lời phê bình như thế, bởi chúng ta không thể mong đợi mình sẽ phán đoán và hành động đúng trong 3/4 số tình huống xảy ra. Đó là tất cả những gì Theodore Roosevelt mong đợi khi đứng đầu Nhà Trắng. Einstein, nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử, cũng thừa nhận rằng có tới 99% kết luận của ông là sai lầm. La Rochefoucauld nói, kẻ thù thường nhận xét xác thực về bản thân chúng ta hơn chính chúng ta. Tôi biết tuyên bố này nhiều lúc có thể đúng, thế nhưng khi bất kỳ ai bắt đầu phê bình tôi, nếu tôi mà không xem lại bản thân mình, tôi ngay lập tức sẽ nhảy lên phản pháo. Thậm chí, ngay cả khi tôi còn chưa hiểu kẻ phê bình mình muốn nói cái gì. Mỗi lần như thế, tôi đều tức giận với bản thân mình. Tất cả chúng ta đều có xu hướng chống đối lại những lời phê bình và tự huyễn hoặc bản thân trong những lời ca ngợi, bất chấp việc phê bình hay ngợi ca đó có chính xác hay không. Chúng ta không phải là những sinh vật sống theo logic mà sống theo cảm tính. Logic của chúng ta giống như chiếc xuồng quăng mình vào biển cảm xúc sâu thẳm, tối om và đầy bão tố. Hầu hết chúng ta đều giữ quan điểm rất hay ho về chính bản thân, về việc mình là người như thế nào. Nhưng trong vòng 40 năm kể từ bây giờ, chúng ta có thể ngoảnh nhìn lại và cười vào những con người của chúng ta hôm nay. William Allen White, biên tập viên báo chí tại một thị trấn nhỏ nổi tiếng nhất lịch sử, đã quay nhìn lại và mô tả bản thân hồi còn là chàng thanh niên của 50 năm trước là kẻ cứng đầu, ngu ngốc và rất cọc cằn, một thằng nhóc khinh khỉnh, đạo đức giả và là một kẻ phản động tự mãn. 20 năm sau kể từ lúc này, bạn và tôi có thể áp dụng các tính từ tương tự để mô tả những con người chúng ta hôm nay. Chúng ta làm được mà, ai biết đâu. Trong các chương trước, tôi đã nói về chuyện nên làm gì khi bạn bị chỉ trích thậm tệ. Nhưng đây là một ý kiến khác. Khi cơn giận dữ của bạn đang tăng lên vì bạn cảm thấy mình đang bị lên án quá nặng nề, tại sao bạn không dừng lại và nói, đợi một chút, tôi không phải là người hoàn hảo mà. Nếu đến Einstein cũng thừa nhận ông ta sai đến 99% thời gian, thì tôi cũng có thể sai trong ít nhất 80% thời gian chứ. Có thể tôi xứng đáng nhận lời chỉ trích này,
Nếu thế thì tôi phải biết ơn lời chỉ trích đó và cố gắng học hỏi từ nó. Jacques Luckman, chủ tịch công ty Pepsodent, đã bỏ ra 1 triệu USD mỗi năm đưa Bob Hope đến với đỉnh cao vinh quang. Ông không để tâm đến những lá thư ca ngợi chương trình mà tập trung xem những lá thư phê bình, bởi ông biết sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích. Công ty Ford cũng rất háo hức tìm ra những khuyết điểm trong điều hành và các hoạt động của công ty, nên gần đây họ tổ chức lấy phiếu thăm dò nhận xét của nhân viên và khuyến khích họ cho ý kiến phê bình. Tôi có quen một người trước đây là nhân viên bán xà phòng thường yêu cầu được phê bình. Khi anh ta mới bắt đầu bán xà phòng cho hãng Colgate, các đơn đặt hàng đều rất lẻ tẻ. Anh ta lo sợ mình sẽ mất việc, do biết rõ là chẳng có vấn đề gì trong chất lượng cũng như giá cả sản phẩm. Anh ta luận ra rằng vấn đề chắc chắn phải nằm ở chính bản thân mình. Những lúc không bán được hàng, anh ta thường đi dạo quanh khu nhà, cố gắng tìm ra khuyết điểm của mình. Có phải anh ta đã không giải thích rõ ràng, hay anh thiếu nhiệt tình? Đôi khi anh quay trở lại gặp người mua và nói: "Không phải tôi quay lại để bán xà phòng cho anh, mà tôi đến để nhận lời khuyên và những đánh giá phê bình của anh. Anh sẽ không phiền nếu cho tôi biết tôi đã làm gì chưa tốt khi bán hàng cho anh mấy phút trước đây chứ. Anh hẳn có nhiều kinh nghiệm và thành công hơn tôi. Làm ơn hãy cho tôi lời nhận xét của anh một cách thẳng thắn, đừng e ngại gì cả." Thái độ này đã mang lại cho anh ta thêm nhiều người bạn và những lời khuyên vô giá. Bạn nghĩ anh ta sẽ nhận được điều gì? Anh ta gặt hái thành công và trở thành giám đốc công ty xà phòng Colgate Palmolive Pick, một trong những hãng sản xuất xà phòng lớn nhất thế giới. Tên anh ta là Little. Năm ngoái, chỉ có 14 người tại Mỹ có khoản thu nhập nhiều hơn anh ta, 240.141 USD. Chỉ những người khôn ngoan mới làm được như Hopewell, Ben Franklin, Little. Và bây giờ, khi bạn đang ở một mình, thế tại sao bạn không nhìn vào gương và tự hỏi mình sẽ đứng ở đâu trong kiểu công ty như thế? Để khỏi phải lo lắng vì những lời chê trách, hãy làm theo nguyên tắc số 3. Hãy không ngừng ghi chép về những điều ngu ngốc bạn đã làm và tự chỉ trích bản thân mình, vì chúng ta không thể hy vọng mình trở nên hoàn hảo. Hãy làm theo những gì Listo đã làm. Hãy đề nghị lời chỉ trích không thiên vị, có ích và mang tính xây dựng. Tóm tắt phần 4. Nguyên tắc số 1. Chỉ trích bất công thường xuyên là lời ngợi khen được ngụy trang khéo léo. Nó thường xuyên mang ý nghĩa rằng bạn đã khơi dậy sự ghen tị và hằn học. Hãy nhớ rằng chẳng ai quan tâm đến một kẻ bỏ đi. Nguyên tắc số 2. Hãy cố gắng một cách tốt nhất có thể, sau đó bạn hãy dương ô lên để tránh cơn mưa chỉ trích sẽ làm bạn ướt như chuột lột. Nguyên tắc số 3. Không ngừng ghi chép lại những điều ngu ngốc chúng ta đã làm và không ngừng tự phê bình, vì chúng ta không thể hy vọng mình trở nên hoàn hảo. Hãy làm theo những gì Tisto đã làm. Hãy đề nghị lời chỉ trích không thiên vị, có ích và mang tính xây dựng.